Tại sao tôi lại ghét bọn bảo hiểm? Để hôm nay tôi kể cho nghe. Thực ra thì cũng không ghét gì cả. Chỉ đơn giản là mình không thấy thích thôi. Nhưng mà do những năm gần đây nó làm phiền mình quá. Nó gọi điện, nó làm phiền mình, nó quấy rối mình. Cho nên mình mới dẫn đến mình căm nó luôn, chứ không phải ghét. Không phải ghét thường nữa, mà là căm, rất căm cái bọn bảo hiểm. Hồi xưa cái lúc mà tôi còn học lớp 5 thì có một bạn ở trong lớp bị tai nạn. Sau đó thì bố bạn đó mới đi lên trường để làm thủ tục lãnh bảo hiểm tai nạn học sinh đó. Thì tôi còn nhớ rất rõ là bạn đó bị gãy tay. Sau đó bố bạn đó đi làm thủ tục thì nhà trường bảo bố bạn đó đi ra huyện. Mà thời đó đâu có xe, xe đạp cũng không có đi nữa, phải bắt xe đò. Xong rồi ổng đi ra huyện thì huyện chỉ ổng xuống tỉnh. Cái rồi ổng đi xuống tỉnh thì tỉnh chỉ ổng về trường. Đó, cái về trường không biết cuối cùng như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết cái quá trình ổng đi vòng vòng hành, ổng đi từ trường mà đi xuống dưới tỉnh xong lại vòng về, thì cái chi phí đi lại, tiền xe nhiều hơn tiền bảo hiểm. Trong hình như cũng nản quá không thèm làm nữa, bỏ luôn. Đó là một cái điều mà tôi thấy khi mà đóng tiền á thì dễ lắm. Khi mà con người ta gặp cái chuyện á thì đáng lý ra cái người mà am hiểu về thủ tục thì phải hướng dẫn cụ thể cho dân chúng để người ta đi. Mà thực ra cái đó không phải là dân phải đi, mà anh đóng tiền ở đâu thì ở đó phải có trách nhiệm. Anh chỉ cần ở trường sẽ yêu cầu cung cấp những hóa đơn chứng từ liên quan đến cái bệnh tật đó và nộp đủ cho trường, và trường phải có nghĩa vụ đi lấy cái bảo hiểm đó về cho ổng, chứ không phải ổng là người đi. Đó mới là đúng luật. Thì cái thời đó rất là nhỏ, cái năm chín mươi mấy, lúc đó năm lớp 5 là cũng chín. Nói chung là nhỏ lắm, năm chín mấy á, là tôi đã thấy cái vụ lằng nhằng bảo hiểm đó rồi, là tôi đã thấy rằng cái chuyện đó là nó tại sao lại bị hành một cách rất là buồn cười. Lúc đó rất là nhỏ mà tôi đã ý thức được chuyện đó, là tôi không có ấn tượng gì cái vụ bảo hiểm rồi. Sau đó thì tới năm mà tôi đi học đại học thì ở gần xóm nhà tôi á, có một cái gia đình đó thuộc dạng giàu, thuộc dạng giàu ở xóm, thì cái thời đó chơi bảo hiểm á, nó mắc hơn bây giờ. Với lại cái nó không có nhiều gói đa dạng như bây giờ đâu. Hồi xưa chơi bảo hiểm là nó tính cái thời hạn là phải chục năm. Như bao nhiêu năm nhiều lắm, để cho con tới 18 tuổi gì đó. Đó tức là phải chơi dài hạn như vậy đó. Thì cái bảo hiểm thời đó chỉ có nhà giàu mới chơi được. Còn những người mà ăn hôm nay chưa biết ngày mai ăn gì, đừng có nghĩ đến chuyện bảo hiểm. Thì trong đó có một cái người trong xóm đó, họ rất là giàu. Thì họ nghĩ rằng mỗi một tháng hay là một năm đóng như đây, họ không có xi nhê gì với họ, chỉ bằng tiền ăn sáng của họ thôi. Thì họ tham gia, nhà đó rất giàu lắm, và họ tham gia. Thì chắc chắn những người đó họ không trả cần tiền, tham gia đơn giản là vì họ có tiền, họ tham gia vậy thôi. Thì chuyện đâu ai biết trước được, lên voi xuống chó mấy hồi. Lên voi thì không sao, chứ xuống chó là có sao đó. Thế là đùng cái bị bệnh, bệnh nan y. Mà cái quan niệm ngày xưa người ta hay đổ hết, dồn hết tiền bạc của cải vô để chữa bệnh cho một người rồi cũng chết. Thế là khuynh gia bại sản, phá sản, bán nhà cửa, đất đai để chữa bệnh. Xong cuối cùng cũng chết. Những thằng ở lại lay lất, bán đất đi luôn. Điều đó có nghĩa là bị phá vỡ hợp đồng và không thể tiếp tục đóng tiền cho hoàn thành cái thời hạn của hợp đồng nữa. Và một cái điều nữa là họ quá buồn phiền cho nên họ cũng chả thèm quan tâm đến cái hợp đồng đó nữa. Thế là họ bỏ ngang luôn. Bỏ ngang luôn, thế là mất. Thì cái thằng bảo hiểm nó cũng sẽ không có tốt lành để mà nó
nó xuống nó gọi là cắt hợp đồng để mà hoàn lại số tiền cho người ta đâu. Nếu mà dân chúng không đòi nó cũng im luôn à. Đó là một cái trường hợp nữa, đó là một cái trường hợp mà tôi thấy. Rồi sau đó tới khi tôi đi làm thì vô công ty thì bên công ty nó cũng mua bảo hiểm cho con đó. Thì tôi có kể hai cái trường hợp mà tôi gặp như vậy đó. Thì tôi nói là không ai biết trước được ngày mai nó như thế nào, mà cái hợp đồng thời hạn nó dài quá. Với một cái nữa, ở cái thời điểm đó bảo hiểm nó mới bắt đầu, và gọi là mới bắt đầu hoạt động thôi, và chưa có ai đi tới hết 10 năm để xem thực sự là có được lãnh cái số tiền đó hay không. Đâu ai đi trước đâu. Rồi chưa kể sau đó mình tham gia một thời gian, cái bảo hiểm đó, cái công ty đó nó phá sản thì sao? Rồi ai đảm bảo cái những cái hợp đồng mà mình đã ký với nó? Mình chưa thấy ai đi về đích cả, tại vì nó mới lúc cái năm đó, cái thời đó bảo hiểm nó mới ra mà. Thì làm sao mà người ta dám cam kết với mình là con mình 18 tuổi, đóng cho con đi để 18 tuổi nó hưởng này kia. Thì cái mà người dân mua bảo hiểm á, là bị dụ dỗ ở cái điều khoản là nếu như trong thời gian mình đóng, trong 10 năm mình đóng đi, mà nếu như mà mình mới đóng được 2 năm mà mình bị chết thì con mình nó vẫn hưởng trọn cái số tiền của 10 năm. Đó là cái điều khoản làm cho cái người đóng ham hố, nghĩ thấy mình lời, mình đóng xong mình chết cái mình thay vì phải đóng 10 năm thì con mình mới được nhiêu đây, nhưng mà bây giờ mình đóng có 2 năm mà mình chết thì con mình nó vẫn được nhiêu đây. Đó là cái điều mà người dân thấy thấy được cái lợi cho nên mới tham gia bảo hiểm. Mà tôi thấy chưa ai nghĩ khùng đi tham gia để nghĩ mình chết sớm á. Chết là do hên xui, khi nó đã chết rồi là hết mẹ rồi còn tính toán làm gì nữa. Còn giờ tự nhiên cứ đóng đi để lỡ 2 năm sau có chết thì tự nhiên con mình nó được hưởng không 8 năm. Đó là cái tham, tham thì thâm. Và một cái điều nữa là chưa có ai mà bảo hiểm nó mới ra có 1 2 năm mà nó chưa có ai mà đi hết được cái 10 năm để biết thực hư cuối cùng có được như như nó nói với mình hay không, hay là lúc đó là đủ thứ chuyện khác xảy ra mà đâu ai biết được. Đó thì sau khi tôi kể những cái câu chuyện đó ra thì bên phía công ty nó cũng thấy rằng không cần thiết phải mua bảo hiểm. Nó nói ừ, cái tôi mới nói ủa tại sao bây giờ mỗi tháng đóng 500 đi, ví dụ mỗi tháng đóng 500 đi, thì bây giờ mỗi mỗi tháng mình bỏ 500 vô cái tài khoản đó, mình để dành đó, thì tới 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 khi con mình nó 18 tuổi nó cũng có một cục rồi, và nó còn lãi mẹ đẻ lãi con nữa. Còn mình tham gia bảo hiểm thì cứ cho rằng nếu mà mình đi đúng được cái thời hạn mấy chục năm mà nó yêu cầu đó thì con mình mới được một cục, còn nếu mà mình không đi đúng, còn mình phá vỡ hợp đồng thì mình sẽ mất mất hơn một nửa, không không lấy lại được cái số tiền mình đã đóng đâu. Còn trong ngân hàng thì ít ra tiền gốc nó vẫn có và nó còn có thêm tiền lãi, còn đằng này á hả, nó không lấy lại được tiền gốc, mất nửa chia đôi ra. Tôi nhớ là nó bị mất 64, mà không biết là ai 6 ai 4 không biết, nhưng mà tôi thấy rằng cái thiệt hại sau đó thì nó lên nó hủy hợp đồng, cắt hợp đồng, thì bên phía bảo hiểm nó chỉ hoàn lại 64, mà ai 4 ai 6 thì tôi quên rồi, nhưng mà nói tóm lại là bị mất khoảng một nửa tiền gốc nếu như không đóng hết cái thời hạn của cái hợp đồng, cắt ngang thì bị mất còn nửa tiền gốc đó. Thấy ngu chưa? Thì tại vì họ đi cái thời hạn nó chưa được một nửa thời gian, cho nên họ nghĩ rằng một nửa thời gian còn 5 7 năm nữa xa quá, cho nên họ quyết định đóng và chịu thiệt một cái khoản một nửa. Chắc gì những cái người tư vấn họ có nói rõ cái điều khoản rằng nếu như mình phá vỡ hợp đồng, không đóng đúng cái thời hạn, theo hết thời hạn của cái hợp đồng thì mình sẽ được bao nhiêu tiền gốc. Có tư vấn kỹ cái điều khoản đó không? Hay là họ chỉ chăm chăm vào nói cái điều khoản là đóng 10 năm nhưng nếu mình chết sớm, mình đóng được 3 năm mình chết thì con mình nó vẫn được hưởng 7 năm kia không cần phải đóng. Đúng không? Không ai nói trước được ngày mai như thế nào. Bây giờ tỷ phú vậy chứ ngày mai sạt nghiệp thành dân đen bình thường. Đâu đâu nói trước được cái chuyện xa xôi đó. Thành ra những người mà nó sẽ những người phá vỡ hợp đồng sẽ có nhiều, và nó lấy những cái tiền của những người phá vỡ hợp đồng đó
nó bù lại cho cái người đi tới đích, mà đâu phải ai cũng đi tới đích được. Thành ra nó vẫn có lời, bên bảo hiểm nó vẫn có lời, nó lời lắm nó mới làm chứ nó không có lỗ đâu. Cho nên đa phần là những người sẽ bị hủy hợp đồng thì sẽ chịu thiệt, thiệt hơn là mình gửi tiền ngân hàng. Rồi một cái nữa, bây giờ nó đó đó là cái bảo hiểm nhân thọ ngày xưa. Rồi bây giờ thì nó ra nhiều gói lắm và tôi cũng không có quan tâm đến bảo hiểm, tôi không quan tâm. Và cái bây giờ nó đánh mạnh vào cái bảo hiểm sức khỏe. Thì nó có một cái kẽ hở như thế này. Đúng luật á thì bảo hiểm nó sẽ bắt mình đi khám sức khỏe. Nếu như mình có những cái bệnh mình liệt vô cái nhóm không được mua bảo hiểm thì nó sẽ gạt mình ra. Nhưng mà bây giờ do cái việc cạnh tranh với lại nó mong bán được doanh thu thì nó bỏ qua cái bước khám sức khỏe mà nó sẽ cho mua đại trà, ai mua cũng được. Cứ mua đi, mua thôi, thấy mua được mua thôi. Nhưng nó sẽ có những cái chuyện như thế này, là tôi có biết một cái trường hợp, đó là cái anh đó cũng làm trong ngành tài chính và có tham gia bảo hiểm. Nhưng mà tham gia là bởi vì do cái áp lực từ cấp trên bắt buộc mình phải tham gia. Thật sự mà nói thì cũng không muốn tham gia, nhưng mà vì giống như là sếp mình bán thì bắt buộc mình phải mua, mua mua vì cái dạng vậy đó, kiểu vậy đó, cho nên là bắt buộc phải mua. Khi mua thì nó không có điều kiện ràng buộc gì về cái sức khỏe cả, nó không có yêu cầu khám sức khỏe gì hết, ai cũng mua, mua bình thường. Thì đùng một cái sau đó vài năm thì ảnh nó chết. Thì chiếu theo cái bảo hiểm mà nó nói á thì đương nhiên là con anh hoặc là những người thừa kế đó sẽ được hưởng số tiền lên tới cả tỷ đồng. Nhưng sau đó thì nó phát hiện ra là anh ta có cái bệnh gọi là bệnh bẩm sinh. Bệnh tim bẩm sinh, thì cái bệnh đó nó lại không nằm trong gói được mua bảo hiểm sức khỏe. Nhưng mà vấn đề là khi 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 mà mình mua bảo hiểm, bên bảo hiểm nó không bắt mình khám. Nhưng mà bây giờ nó điều tra ra, nó truy ra là mình đã cái anh đó đã mang bệnh trước khi mua bảo hiểm, mà nằm trong cái nhóm bệnh không được mua bảo hiểm sức khỏe. Thì đặt câu hỏi ở đây là cái lúc đó là cũng đấu tranh lắm mới lấy được tiền tỷ, chứ không phải khơi khơi bảo hiểm nó đưa tiền tỷ cho đâu. Khi mà mình gặp chuyện rồi, bảo hiểm nó sẽ truy lùng lịch sử coi mình có bệnh gì không. Nhưng mà xui cho cái bảo hiểm đó là bởi vì anh này là người có tên tuổi, có chức vụ, có địa vị và lại là dân trong ngành, và rất nhiều người cũng ủng hộ anh ta. Thành ra bảo hiểm nó bắt buộc phải trả số tiền đó, mặc dù nó có dẫn chứng rằng cái bệnh đó không nằm trong nhóm được bảo hiểm, nhưng nó vẫn phải trả. Tại sao? Tại vì cái công ty bảo hiểm đó mới thành lập. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh kia là người có địa vị, có trình độ, có chức vụ và có những người xung quanh sẵn sàng gọi là đấu tranh quyền lợi cho anh ta. Thì nếu mà làm lùm xùm cái chuyện này lên á thì sẽ được lên báo, và cái công ty bảo hiểm đó cũng sẽ chẳng có tồn tại được. Thì nó nghĩ rằng cái thiệt hại còn lớn hơn là đền bù cái bảo hiểm cho anh này, và cuối cùng nó phải đền bù cho anh đó. Thì cái câu hỏi đặt ra là nếu như người mua bảo hiểm đó không phải là cái anh đó, mà là một người dân bình thường, thấp cổ bé họng, thì sao? Đó là vấn đề. Thì lúc đó bảo hiểm nó từ chối thanh toán. Tại vì mình là dân đen, mình không có địa vị, mình không có tiếng tăm gì trong cái ngành tài chính.
để mình có thể kiện tụng nó, để mình có thể đấu tranh với quyền lợi của mình, thì chắc chắn bảo hiểm nó sẽ không đền. Nó sẽ nói rằng mình đã mắc bệnh trước khi mình mua bảo hiểm, mà bệnh đó lại là bệnh bẩm sinh, những cái bệnh mà nguy hiểm như bệnh tim, bệnh gì đó, những cái bệnh mà nó sẽ có một số những cái bệnh liệt kê. Thì do bởi vì hồi xưa tôi biết rằng hồi xưa là khi mua bảo hiểm là nó bắt khám sức khỏe, nhưng mà sau này thì do cạnh tranh nhiều quá, nhiều thằng ra quá lo bán lấy được, với lại nó thấy rằng á cái chuyện mà cái người mà bị chết bất đắc kỳ tử là cũng hy hữu lắm. Thì cho nên là nó không có kiểm soát chặt cái đầu vào, nó cứ bán thôi, bán được bán lấy doanh số. Đó là cái điều mà mọi người mua thì thấy dễ dàng vậy đó, nhưng để khi mà gặp chuyện đi, lúc đó sẽ biết thế nào là bảo hiểm. Đó là cái mà tôi thấy rằng không phải dễ dàng mà ăn được của ai cả. Mình đừng có nghĩ rằng mình ăn của người ta, không phải của mình thì nó sẽ chả phải là của mình đâu. Không có cái gì là ngon lành, đóng tiền vô để ăn tiền tỷ. Có một bạn nói với mình tham gia bảo hiểm nó rất là nhiều quyền lợi, chỉ cần mình tham gia cái là mình đã nắm chắc có 1 tỷ trong tay rồi. Thì tôi mới nói với bạn đó rằng chả phải bạn đang tiếp cận tôi chỉ để tôi tham gia bảo hiểm đó, thì khi tôi tham gia tức là bạn cũng sẽ được trả lương, đúng không? Vậy thì bạn đâu cần phải đi mời chào ai tham gia, bạn chỉ cần tham gia bảo hiểm thôi là bạn có 1 tỷ rồi đó. Thì bạn lôi hết cả dòng họ nhà bạn vô, mỗi người tham gia cái là bạn có nhiều tỷ rồi đó, bạn đâu cần đi bán bảo hiểm làm gì. Chỉ cần tham gia là có tiền tỷ rồi thì đâu cần đi bán bảo hiểm chi. Ở nhà có 7 người, 5 7 người lôi hết 5 7 người vô tham gia là có 5 7 tỷ rồi đó. Rồi xong ngồi rung đùi chờ 7 5 7 tỷ lấy thôi. Đi bán bảo hiểm làm gì? Ở nhà một gia đình ít nhất là có 4 5 người. Lôi hết 4 5 người đó vô tham gia bảo hiểm cái có 5 tỷ luôn rồi. Đâu cần làm gì. Nếu mà bạn nộp, nếu mà nói cái câu mà chỉ cần tham gia là thấy có tiền tỷ rồi, vậy thì đừng có đi bán bảo hiểm nữa. Nhà có 5 7 người lôi cả dòng họ, thậm chí còn mời luôn hàng xóm nó tham gia giùm luôn đi, tham gia cái có 1 tỷ rồi, có tiền tỷ rồi, đừng ngồi rung đùi tới lượt hết thời hạn lấy tiền tỷ ra. Không có ai cho không dễ như vậy cả. Với lại bây giờ nó đánh vào cái tâm lý bệnh tật sợ chết, để nó dễ lay động cái người mua hơn. Tại tâm lý người mua ai cũng sợ chết, cho nên nghĩ ồ có bảo hiểm rồi mình chết cái tự nhiên người người thân của mình được hưởng 1 tỷ, chết đi rồi biết. Lúc đó ngồi đó cãi nhau 1 tỷ. Nói chung nếu mà đúng nghĩa cái bảo hiểm á, mà nó xuất phát từ nước ngoài á thì nó rất tốt. Và tôi cũng có đọc rất là nhiều những cái, hoặc là những cái video những cái kia đó, thì tôi thấy có nhiều gia đình á, cái người mà trụ cột trong gia đình họ mua bảo hiểm, những người trong gia đình không biết, và cho đến khi cái người trụ cột đó qua đời thì tự nhiên cái công ty bảo hiểm nó tìm tới tận cái nhà đó để nó trao tiền. Cái chuyện đó chỉ có ở nước ngoài mà thôi, ở Việt Nam không có đâu. Ở Việt Nam mà cái người trụ cột nó có qua đời á mà cái người thân trong nhà không biết á, đừng có mơ bảo hiểm nó xuống tận nhà nó đưa tiền. Ngay cả khi cái người thân trong nhà biết cái người người nhà mình mua bảo hiểm đi đòi kiện, nó còn hành cho chết luôn chứ, ngồi đó mà đợi nó mang tiền đến tận nhà cho mình, không không kêu nó thì nó mừng húm ở đó. Tôi nói rồi, bảo hiểm đa cấp là hai cái từ nước ngoài mà đưa vào Việt Nam là nó thúi quắc à, không có xài được. Còn nếu mà xài được thì cũng phải là dân có máu mặt, còn dân đen thì quên đi. Khi mà gặp chuyện đi nó hành cho cũng chết, mà nó không hành thì nó cũng bắt bẻ, rồi lúc đó nó lại lôi ra cái bệnh này tiền sử là có bệnh này bệnh kia không nằm trong cái gói được bảo hiểm. Lúc đó có đủ tiền và có đủ lực để mà đấu tranh giành quyền lợi lại không? Nhắm đủ không? Nó sẽ có, nhưng mà đối với những người mà có khả năng để mà đòi lại, có máu mặt và có người bảo vệ thì nó vẫn sẽ phải trả, nhưng còn những ai quỵt được nó vẫn quỵt à.
gian manh lắm, không tốt lành gì hết, nó không tốt lành gì đâu. Cho nên đó là cái điều mà tôi không thích ở bảo hiểm. Và cái nữa, người ta sợ chết người ta mới mua bảo hiểm, còn mình nghĩ chết là hết rồi thì bảo hiểm làm gì nữa, chết thôi, chết bỏ, chết rồi biết quá gì nữa đâu mà bảo hiểm, còn bảo gánh nặng gánh biết gì gì gì, đó số phận thôi. Khi mà trong gia đình mình nên thỏa thuận trước đi, nếu mà rơi vào những cái bệnh ngặt nghèo quá thì thôi, đừng có bán hết tài sản để làm gì khổ đời con đời cháu, những cái đời những người liên đới xung quanh, hy sinh một người thôi để cho cứu lại toàn bộ gia đình còn hơn là bây giờ tất cả những người sống đó phải hy sinh cả cuộc đời, từ hết đời đời này qua đời sau nữa, chỉ vì một cái bệnh của một cái người đó mà cuối cùng người đó cũng chết. Nghĩ thoáng thì chút, nếu mà nó rơi vào cái bệnh mà phải chết thì thôi, vui vẻ chấp nhận đi, sống cũng đủ rồi, cho nên giờ hãy làm những cái gì muốn làm đi, khi cần phải ra đi thì đi, cũng không cần phải quá tốn kém nữa để mà nuôi bệnh viện. Thực ra cái tiền nó chỉ là nuôi bệnh viện thôi, chứ đâu đâu có làm cho mình hết bệnh được đâu. Sống thêm thời gian cũng chỉ vài ngày vài năm vài tháng là cũng đi à, đằng nào cũng đi à, đi sớm đi muộn cũng đi à. Không có hết hoàn toàn được, nếu mà rơi vào cái bệnh mà gọi là cái bệnh để chết á thì đã là xác định rồi, nên là không 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 cần phải đổ hết công sức cái này kia. Nếu nếu mà là của mình, tiền của mình thì mình cứ lấy, nếu mà mình sợ mình muốn chữa bệnh thì giờ mình kiếm nhiều tiền đi, mình mai mốt mình có bệnh mình lấy cái tiền của mình để mình chữa, đừng lấy tiền của người khác, đừng làm liên lụy người khác là được. Còn ai muốn ai sợ chết muốn chữa bệnh thì giờ là cày vô nhiều tiền vô rồi đẻ đó à, tuyên bố đây là tiền của tôi nè, mai mốt tôi có bệnh thì lấy tiền này ra chữa cho tôi nè, đó có gì đâu, vui vẻ đi, chấp nhận đi, hóa kiếp sớm đi kiếp khác biết đâu ngon hơn, ở kiếp này khổ một chết thì sướng gì đâu mà đó. Cho nên là tôi không có thả gà ra sân để đuổi, tiền trong tay mình giữ, mình còn sợ không giữ được mà lại đi đưa cho thiên hạ nó giữ giùm để về già đi 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 lạy lụng nó để lấy lại, buồn cười quá à. Nhiều người cứ nói tiền đưa cho nó đi thì để nó mình còn có gì thì nó còn lo cho mình được, chứ giờ mình để mình giữ mình cũng xài hết, hay quá à. Tiền mình còn không giữ được, mình đưa cho người ta giữ được cho mình cho nên bây giờ nếu mà đã có kế hoạch mà gọi là tiền để dành á, thì bây giờ để khoản ra mỗi tháng nhiêu phải có một rạch ròi ra, và tuyên bố không đụng là không đụng, tại sao lại đụng vô làm gì mà sợ không không giữ được, phải đưa cho thiên hạ nó giữ cho, sống đã không có kế hoạch rồi mà chết bị đặt mà bị đặt làm cái kế hoạch để chết người ta cần có kế hoạch khi sống, còn chết rồi không cần kế hoạch đâu, lăn đùng nó đi, không ai làm gì chính quyền nó cũng đến nó hốt đi cho yên tâm chết rồi thì còn lo kế hoạch cái lúc sống thì không lo kế hoạch với một cái nữa là mấy lần mà tôi không có đi làm mà cơ quan á, thì tôi có tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện ở phường, thì mấy năm trước á là mình không có biết, cho nên mình đi đóng ví dụ như còn một tháng nữa là hết hạn đúng không, cái mình đi lên mình đi gia hạn thẻ bảo hiểm thì trên phường nó không nhận, phường nó nói nó chỉ nhận trước 2 tuần thôi, mình đi 3 tuần nó cũng không nhận, mình đi trước 3 tuần nó không nhận, bắt đi về nó nói canh sao hết hạn khoảng 2 tuần nó mới lên lên nộp nó mới lấy, thế là đem về rồi lu su bu quên quên cái đi lố, đó là vừa sát còn ngày cuối cùng đi lên nó nói là lố rồi, coi như là không có tính vô cái liên tục được, mà bây giờ mua là tính lại từ đầu à, nó gài mình thấy không, thấy nó gài không, mình có thời gian mình đi sớm thì nó không lấy, cái nó bắt mình đi sát thì lúc đó mình lại không có đi kịp, thế là mình đi nhây qua cuối cùng mình bị lố mất một chút, thì nó lại bảo là bị đứt đoạn rồi, cho nên bây giờ không có tính liên tục nữa mà bắt đầu phải mua lại từ đầu, tại vì trong bảo hiểm nó sẽ có cái quyền lợi là 5 năm liên tục, cho nên nếu mà mình đứt một cái là mình bị quay trở về vạch xuất phát, để xong cái năm đó tôi bực quá tôi bỏ tôi không thèm mua nữa, ghét đằng nào mua lại lần đầu mua làm chi, trong khi đó trước tôi đi được mấy năm rồi đó, xong bắt đầu tôi đi về
Về xong thời gian sau cái mấy năm sau tôi lại đi tham gia lại. Tham gia lại thì sau này tôi lấy chuông nhắc nhở. À, với lại bây giờ hệ thống nó cũng ấy rồi, bây giờ đỡ hơn hồi xưa. Bây giờ thì bảo hiểm mà gần hết thì bên phường nó cũng có nhắn tin. Nó nhắn tin nó báo là bảo hiểm của bạn gần hết hạn. Chứ không như hồi xưa đi đi lên sớm thì nó không lấy, mà đi lên trễ cái bị lố bực mình đi về. Đó là cái mà bảo hiểm nó làm máy móc quá. Thì thay vì người ta đi lên thì nó cứ nhận đi, nó nhận hồ sơ cho người ta rồi nó muốn đi nộp bao nhiêu thì bao nhiêu lâu thì kệ nó. Nó nhận sớm cũng có sao đâu. Rồi tại sao lại bắt người ta đi đúng ngày mới nhận? Đó là cái máy móc mà làm phiền hà. Người ta đâu phải là đúng ngày đó giờ đó người ta rảnh đâu, người ta tranh thủ lúc nào người ta đi, miễn trong tháng là được rồi. Đó, đó là một điều. Cái thứ hai nữa là khi mà tôi đi khám bệnh á, cái bảo hiểm á nó lại như thế này nè. Nó không cho mình khám tổng quát. Ừ. Nó chỉ cho khám hai món một lần thôi. À, thay vì bây giờ hôm nay mình đi khám 5 món thì nó chỉ giải quyết bảo hiểm cho mình hai món thôi, còn ba món kia là không được bảo hiểm. Rồi một cái nữa, nếu như mình muốn được hưởng bảo hiểm á, thì mình sẽ phải đi, ví dụ như mình muốn khám 10 món đi thì mình phải đi 5 lần, chứ mình đi một lần mình làm luồn lèo nó không cho, nó bắt mình đi 5 lần, mỗi lần mình chỉ khám hai món thôi, đi về xong ngày mai ngày mốt mình đi lên làm thêm hai món nữa đó, dạng vậy đó. Đó là cái cách mà bảo hiểm nó chi trả cho mình như vậy đó, nó hành vậy đó. Rồi một cái nữa, khi mà nếu mà khám xong rồi mà đi ra mua thuốc á thì đã hầu hết là nó chỉ cho mình cái thuốc theo bảo hiểm là những cái thuốc rẻ tiền. Có mấy lần mà tôi phải mua những cái tiếp thuốc mà nó lên khoảng 200 mấy 300 ngàn á là nó không có trong bảo hiểm, nó nói phải đi ra mua ngoài. Mà mua ngoài là ở đâu, là cái cửa hàng kế bên bệnh viện á, nó chỉ ra ngoài đó mua, còn cái quầy mà bảo hiểm bán thuốc bảo hiểm nó không có. Thế là những cái thuốc đắt tiền thì nó bắt mình đi mua full, còn cái thuốc rẻ tiền như vitamin A, vitamin E, ơ gì nó có mấy ngàn vị á, thì nó tính bảo hiểm cho mình. Ừ, vậy đó. Cho nên mua bảo hiểm thì mua vậy, chứ thực ra mỗi lần nhiều lần tôi đi khám bệnh tôi đâu có xài bảo hiểm. Những chỗ mà nó lằng nhằng quá tôi chả xài bảo hiểm, mua chơi gì đó. Hồi xưa mua có 600, xong từ từ cứ mỗi năm nó tăng lên, bây giờ lên như năm rồi mua nhiêu ta, nói chung là cả triệu rồi đó, sắp triệu rồi đó, mỗi năm triệu rồi, cứ mua để đó chứ thực ra đâu xài. Đi 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 bệnh viện mà chỗ nào mà nó lằng nhằng quá khỏi bảo hiểm, khám không chỗ lẹ, nhiều khi đi khám tư nữa đâu có dùng bảo hiểm đâu. Mua cho hết nghĩa vụ, mua cho có mua, mua để cho nó đừng bị gì chứ chẳng mong dùng nó đâu. Cái đó thì trường hợp bảo hiểm, chứ nó chỉ có lợi là khi mà mình phải nằm viện lâu ngày á thì cái tiền phòng tiền viện này kia thôi, chứ còn đi khám bệnh mà đưa bảo hiểm lằng nhằng rồi chẳng được bao nhiêu, chẳng giảm được bao nhiêu, rồi cái thuốc mà cần giảm thì nó bắt mình mua, cho nên bảo hiểm làm gì cho nó phiền hà ra. Thì đó cũng là cái là tại sao tôi ghét bảo hiểm. Ừ. À, nếu như mà nó không làm phiền thì đơn giản chỉ là mình không thích thôi, mình thấy nó không có lợi gì, với hai nữa mình cũng không có cần mong số tiền trên trời rơi xuống. À, cho nên là mình không thích. Nhưng mà vấn đề là nó cứ gọi điện nó mời chào bọn Achilai rồi cái gì đó. À, hồi xưa thì Rudential nhiều lắm, dạo này không thấy Rudential mà đa số là thằng Achilai, Diachi chứ, Diachi hay cái gì á. Ừ, làm phiền hoài à, chửi chửi tụi nó vẫn làm phiền, đứa này xong đứa khác nó làm phiền à, nó mua cái data. À, chính vì mấy cái con bảo hiểm nó càng làm phiền quá cho nên mình lại hận nó hơn, không phải đơn giản là ghét nữa mà hận. Giờ nghe đến bảo hiểm dị ứng lắm. Ừ. Đó là cái mà tôi không có ai thuyết phục được tôi bảo hiểm nhân thọ cả, bởi vì tôi không có cần giống sống thọ. Với lại tôi quan niệm dính vô cái bệnh nặng á thì đằng nào cho chết chết thôi, khỏi chữa, chữa mệt chữa khổ sung sướng gì, nên nhiều khi cũng không muốn đi khám để lăn đùng lên cái chết cho lẹ. Chứ còn đi khám xong về biết có cục này cục kia xong bắt đầu ăn cũng ngon ngủ không yên rồi cũng không làm được cái gì, phí cuộc đời còn lại. Cái lăn đùng rồi làm phát cái quỳnh cái xong. Bảo hiểm gì. Thì đó là hy vọng là những ai mà mua bảo hiểm sức khỏe
sau này mà có bị gì mà để nó truy ra rồi nó phát hiện ra nó bảo là mắc bệnh này, tiền sử này tiền sử kia, trước khi mua bảo hiểm nằm ngoài danh mục được bảo hiểm ha, lỡ mà có phải chết bất đắc kỳ tử ha, mà đi kiện bảo hiểm mà nó cãi như vậy ha, thì nhớ phải vục dậy chửi cho nó ăn tăng rồi bắt đầu mới chết lại nha.